Rồi quý vị ơi, hôm nay thứ ba ngày 30/7/2024 hả quý vị. Combo đầu tiên là combo số 79. 10 cây sâm hương 230 ship nha quý vị. Anh nào mua đặt cọc trước 100 còn lại shipper thu hộ. Bầu nào cũng thu gọn là vậy hết ha. Đây cây số 1 là cây Indo nha. Số 2 Đài Loan. Số 3 cũng Đài Loan luôn. 4. Tất cả còn lại Đài Loan hết. Số 5 nè. 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, rồi xuống luôn nha quý vị. Bữa nay có 2 lô thôi nha quý vị.